cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, bởi vì dường như là cái nghề không có liên quan gì hết. Nhờ vào cái mối tình mua hàng online, anh ta là làm kỹ thuật viên bên ngành sắt là công việc chính, anh ta bán hàng online, vô tình em là người đặt mua hàng. Cái ngày đó anh ta giao hàng đến cho em luôn. Cái ngày đó thì nói chung là hai đứa không có ấn tượng gì nhiều về nhau, tại vì anh này cũng có người yêu rồi và em cũng đã có người yêu luôn. Thì khi mà đến giao hàng thì cái ấn tượng đầu tiên của em về Phúc là Phúc đen, ốm, hàm răng hô, xấu, đủ thứ một cái nó tập trung trên con người đó. Ta giao hàng cho em thôi mà xem để ý nhiều dữ vậy. Còn Phúc thì sao? Em thì bán hàng thì online là phải nhìn qua hình, trong hình chụp có thể chỉnh sửa hơi nhiều á, cho nên là nhìn hơi bị long lanh quá à, yếu đuối lắm, cứ nghĩ là yếu đuối ẻo lả lắm. Nhưng mà khi gặp ở ngoài thì lại men cắt đầu đinh mà lại xăm chỗ, mặc áo ba lỗ chạy ra mô tô chạy ra quá dữ ha. Xong rồi về là em mới nhìn em thích, xong em về nhắn tin em chọc. À là em thích trước? Dạ em thích trước, tấn công trước. Dạ. Vậy thì sau cái lần bán hàng đó thì làm sao mà bên nào cũng có người yêu hết rồi, thì làm sao nó cái cơ duyên gì mà để hai bạn quen với nhau được? Cái cơ duyên mà để hai đứa mà đến được với nhau thì đó là khi mà tụi em gặp nhau là tầm khoảng giữa năm 2015. Và đến khi gần cuối năm 2015 là gần Tết á, thì khi đó một lượt một là hai đứa đều chia tay người yêu hết. Chia tay người yêu cũ hết cùng thời điểm. Thì khi đó em về nhà ba mẹ sống là ở tại Tây Ninh. Thì khi đó mà gần Tết mà, tại vì phải có hai việc. Việc đầu tiên là em làm nghề make up tại Tây Ninh, thì hôm đó cũng buồn mà đăng lên mạng than thở mà thả thính rồi đó ha. Tối nay 2 giờ khuya đi trang điểm, không biết có ai chở mình đi không. Đi ngang cái chỗ vắng nguy hiểm lắm. Thuận sợ cái anh ta vừa comment liền, anh ta kiểu comment thả thính mà, để anh về anh chở em đi. Biết anh này xạo mà đâu thể nào từ Sài Gòn mà về Tây Ninh mà để chở mình đi được, nên là em không có tin. Tại sao đó là cũng đâu có về đâu, một mình em chạy là đi. Không tin đúng không? Đúng rồi, có câu đó sao không ngờ 2 giờ thấy bạn ấy xuất hiện cái gì để chị chất quá. Khoảng một tuần nữa bắt đầu cái gần Tết, anh mới nhắn tin anh nói là Thuận ơi, Tết ở Sài Gòn buồn lắm, em cho anh về quê em chơi được không? Em mới nói là anh này nói xạo một lần rồi, thế là chắc cũng nói xạo lần hai. Có nghĩa lúc đó nói nhưng mà em cũng có vô em coi Facebook rồi rồi là biết nhân vật chứ. Này rồi đúng phải, không? Phải có chứ, rồi. Có coi nhân vật này. Sau đó em nói về thì về đi, sẵn sàng tiếp đón nè. Không ngờ về thiệt chị, 27 Tết về thiệt. Nhưng mà lúc đó với tư cách là một người bạn thôi, nhưng mà về quê xong tiếp xúc từ ngày 27 Tết đến ngày 30 Tết. Rồi mấy ngày đó là anh ở đâu? Ở tại nhà em. Cái 30 Tết quay về lại Sài Gòn, tới ngày mùng 3 hay mùng 4 Tết vậy, em nhớ là mùng 4 Tết, nhắn tin cho em nói là anh muốn về quê em chơi lần nữa được không. Rồi về chơi 4 ngày nữa thì khi đó mới bắt đầu thích Phúc. Ai là người tỏ tình trước? Em nghĩ là ở đây bật đèn trước. Thì tại đây cũng bắt đầu thích rồi đúng không? Sao sao em bật đèn? Ở đây người ta xin về nhà em là người ta phải bật đèn, sao em bật đèn trước? Cái hôm mà 30 Tết em quay ngược lại Sài Gòn á, mẹ vợ có nói là có thời gian thì xuống đi chơi. Ở đây để bật đèn xanh nói là về làm con ghẻ luôn được không? Thôi có chính thức nói một cái gì đó trực tiếp chưa, với nhau không? Chưa có công khai hẳn hoi. Đến khi là qua Tết xong, bắt đầu khi đó là em dời về Bình Dương em sống. Thì khi đó là em ở chung với chị em. Chị em là có mở một cái quán trà sữa tại Bình Dương á. Thì khi đó anh chàng này mới chạy từ Sài Gòn qua, cứ chạy qua chạy lại mà có những khi trời mưa nè, có những khi nắng no, nhưng mà vẫn vượt khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy lên Bình Dương thăm em. Thì khi đó bắt đầu mới cảm động. Cái lần tỏ tình đầu tiên của anh ấy đó là vào cái ngày 14 tháng 2 năm 2016. Đúng ngày Valentine. Cũng lựa ngày quá ha. Em nhớ rất kỹ là ngày đó là em đang phụ chị em buôn bán mà. Sau đó anh cầm tới một cái hộp quà. Nói chung là cũng công phu lắm. Mấy cái giấy vụn á chị, cắt sợi ra hết nha, phủ đầy trên cái hộp quà. Em mở cái hộp quà em ra em thấy giấy không rồi, rồi em nói ông này xạo nữa rồi chứ không đâu. Tặng quà tặng không giấy có, không. Không có niềm tin cho người ta vậy chứ, người ta cứ nghĩ mình xạo. Thấy giấy không mà. Rồi cái em mở hộp quà em môi. Rồi cái hộp đồng hồ và trong đó là một cái cặp nhẫn nữa. Mới ngồi mới nói với em cái kiểu mà ông này ổng theo cái gu mà ngọt ngào mà sến số rồi vậy đó, ổng thích như vậy đó. Sao đâu thấy bên ngoài đâu có cái gì sến số, đâu có thấy giống như là cái kiểu ở đâu, nhưng mà thích cái kiểu như mà lãng mạn sến số á, cái kiểu vậy đó. Ủa mà em không thích vậy hả? Có em cũng thích vậy mà. Ngồi kể rất là hàng xài cho mình biết rồi. Sao anh nói thiệt với em, nếu mà sau này nha mà anh có vợ á, thì mọi cái việc dù gì cực khổ hay là khổ bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ là người chịu đựng hết, chứ anh không bao giờ để vợ con anh chịu khổ. Hôm nay em có chịu làm vợ anh không?
thế rồi đang ế mà, với lại từ xưa giờ đâu được ai tỏ tình đâu, mừng quá dạ chịu. Dạ, dạ chịu đúng rồi. Thì lúc hai người mà ở chung nhà của em đó thì là mẹ em có phản ứng gì về cái mối quan hệ đó mà ở là tưởng giống như bạn bình thường không là có. Tại vì nói chung là em công khai với gia đình từ nhỏ luôn, mẹ em biết em như vậy mà. Nhưng mà bình thường có dắt mấy bạn trai kia về thì mẹ cũng không để ý nhiều, cái kiểu như mà cái người làm mẹ mà cái linh cảm của mẹ hay lắm. Em chọn cái bạn này á thì có ý là có chê bai hay là có đồng ý hay là có ủng hộ các bạn này không? Không chê, tại vì lý do là tiếp xúc những cái ngày đó biết cái tính bạn này rất là hiền và đặc biệt cái kiểu thật thà nữa nên là mở luôn đèn xanh luôn, kêu hốt cái kiểu như mà con hốt con gái mẹ đi hốt đi như cái kiểu gì đó đi vô. Còn này còn bạn bạn nhìn em thì sao, có phản ứng gì không? Em công khai từ với gia đình với bà nội em. Em sống với bà nội từ năm còn nhỏ cho tới 20 tuổi là em có nói với nội em. Và nội em thì lúc đó nội em cưng chiều lắm. Nội em nghe thì nội em có lên máu. Sốc. Dạ. Có là nằm bệnh viện đúng một tháng trời. Nhưng mà về thì nội không nói gì hết, nhưng mà nội hiểu đúng không? Nội hiểu và bắt đầu từ đó là nội cho phép được quen. Trong kỷ niệm tình yêu có cái gì đẹp, có cái gì vui hay là những câu chuyện gì mà đáng nhớ nhất giữa hai bạn? Nói về cái câu chuyện mà đáng nhớ nhất thì là về em nhiều. Tại vì cái tính em nói chung là nó kỳ cục, khó ăn khó ở chứ lắm. Em như cái việc mà em muốn người ta làm một cái đó nhưng mà em không bao giờ em nói ra. Giống như việc đói bụng cũng vậy chị. Thay vì nói là em đói bụng và anh đi mua đồ ăn cho em, không hỏi anh có đói bụng không, thì em không đói bụng thì em nói không đói bụng. Em quay qua em chơi game tiếp, xong bắt đầu quay qua giận vô thay đồ là đi ra đường mua đồ cho ăn. Giận đâu có chịu ăn đâu chị, em phải đổ vô tô mua thêm ly trà sữa đem tận bàn ngồi đó năn nỉ mới chịu ăn. Trời ơi có ghen tuông gì không? Lúc mà mới quen nhau rồi là khi đó nha, em tại vì em hay coi điện thoại bằng này lắm, bấm vô cái bắt đầu thấy hình mấy đứa người yêu cũ ha, cái quay qua em hỏi anh nói thiệt cho em nghe đi là anh quen bao nhiêu đứa. Mà kể đi, bây giờ đâu có sao đâu, quen em thì kể cho em nghe. Kể cho em nghe xong rồi coi như là mình xóa mấy cái hình đó, thì coi như là cái quá khứ đi, mình đừng có để ý làm cái gì nữa. Thì ảnh mới kể cho nghe, ngoài hai đứa này còn ba đứa nữa. Kể xong em kêu mày xóa hết hình liền, xóa hết hình trong máy liền nha, từ nãy tới giờ sao không muốn coi con nào trong đây nữa nha. Rồi từ đầm xóa là giận luôn, giận 3 ngày. Khi người ta kể xong, ta thiệt tình ta kể xong rồi giận. Kiệm thì khó hơn khó thì. Còn ảnh cũng có ghen gì với em cũng không? Cũng ghen dữ lắm. Em có lăng nhăng gì không? Không, lăng nhăng thì em không lăng nhăng. Dễ gì cái tướng này mà không? Em kể đi, em. Nói kể đi em. Không, chị biết sao không? Đúng thiệt là không có đi chơi ở ngoài. Nhưng mà bạn này bán hàng online. Từ khi bắt đầu ở Bình Dương là mở shop mỹ phẩm lên là bán và trả lời cho khách đồm mỗi ngày đó. Khách họ mua hàng thì ít nhưng mà cưa cẩm thì nhiều. Mắt em bị cận nhưng mà em nhìn ghê lắm. Em nhìn cái điện thoại mà bắn khoa mở khóa đó chị. Nhìn là em nhìn từ xa em biết mở số mấy luôn. Canh đi tắm em mở em, ai mà mua hỏng mua hàng cố định cưa cẩm á, chặn lóc hết. Lóc nhầm khách người ta mua hàng rồi sao? Nhiều khi người ta phải cưa cẩm một hồi, thấy cô bán hàng dễ thương người ta mới mua hàng đúng không em? Thôi kệ, lóc ấy chút mà giữ được người yêu mình. Chặn em lóc hết rồi, bạn này biết không? Biết, ra chửi. Ca chửi. Lòng mày thấy là cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh em đúng ơi. Rồi. Cứ chặn ngay từ đầu. Sao vậy thôi, về nuôi tôi luôn đi ha, tôi hỏi làm việc. Ừ kệ, thả ít tiền xíu giữ được vợ anh chơi. Quan điểm của em là vậy. Nhưng mà em phải tạo cái niềm tin. Làm sao cho bạn trai của mình tin mình thì người ta đâu có làm vậy. Nhưng mà sau này thì hết rồi. Sau khi hai đứa kết hôn á thì bắt đầu là hai đứa hiểu nhau nhiều hơn thì không có xảy ra những cái mâu thuẫn đó nữa. Hai bạn định chừng nào mới kết hôn? À đó là ngày 25 tây tháng 3 vừa. Biết cái giới tính của mình thì gia đình biết đúng không? Dạ. Nhưng mà để mà gọi là kết hôn là một cái chuyện rất là trọng đại. Thì gia đình hai bên có ai có phản ứng gì không? Đầu tiên là về gia đình em trước thì vẫn biết là như vậy, vẫn chấp nhận cái giới tính em từ nhỏ như vậy. Đó. Nhưng mà nói tới về cái việc kết hôn thì ba mẹ phản đối. Nhưng mà không phải cái kiểu mà phản đối kịch liệt, con không được thế này, không được thế nọ. Nhưng mà chỉ là khuyên em thôi, con nên suy nghĩ kỹ chưa? Tại vì một cái việc mà kết hôn là cái việc y như là hệ trọng của cả một đời người. Với lại cái việc mà con kết hôn như vậy thì
dòng họ, bà con, hàng xóm người ta sẽ nhìn nhà mình như thế nào. Tại vì mình đang sống ở quê mà, và hai đứa con có suy nghĩ kỹ chưa? Khi mà kết hôn thì hai đứa con phải có trách nhiệm lo cho gia đình hai bên. Thì khi đó là tụi em nói là tụi con đủ trưởng thành để tụi con mới hôm nay ngồi ở đây để xin ba mẹ về cái việc kết hôn này. Nhưng mà cuối cùng thì nhà vẫn không chấp nhận. Nhà em thì cô dì chú đồ là rất là thương nội, rất là nghe lời nội, thậm chí cả ba mẹ em cũng rất là nghe lời nội. Em xin là em xin nội trước, nhưng mà nội thì một lần nữa lại lên máu, nhưng mà lần này thì đỡ, tại vì đã có trước cái tâm lý đó rồi nên là đỡ, nhưng mà nội thì cương quyết là nội không chịu. Lý do nội không chịu? Nội nói là em là cháu nội đích tôn ba đời, làm gì là không thể nào nhìn dòng họ được. Cuối cùng làm sao hai bạn thuyết phục được gia đình? Tụi em thuyết phục theo cái kiểu mà mưa dầm thấm lâu á, cũng khoảng một năm rưỡi á, hai bên gia đình bắt đầu mới chấp nhận. Mỗi cái lúc mà em được rảnh á, Phúc cũng vậy, thì Phúc chở em từ Bình Dương về Tây Ninh nấu ăn uống, ngồi lại với gia đình em nói chuyện này kia, tiếp xúc gần một năm mấy như vậy thì bắt đầu ba mẹ em mới chấp nhận. Ví dụ tháng này em về Tây Ninh thì tháng sau em về Sài Gòn, về nhà bà nội thì gặp cô dì chú bên dòng họ Phúc á, thì người ta tiếp xúc em dần dần bắt đầu mới cảm nhận được con người em như thế nào. Hai bạn bắt đầu mới dần chấp nhận được. Dạ. Rồi khi mà chuẩn bị đám cưới thì hai bạn có những cái khó khăn gì không? Cái giai đoạn mà chuẩn bị đám cưới thì tụi em bị stress nặng. Lý do gì? Phúc ở Sài Gòn, Phúc lo cái công việc của Phúc cũng rất là bận. Mình em thì phải về Tây Ninh, em phải chạy đi mời khách là cái thứ nhất. Mọi thứ trong đám cưới một mình em đứng ra lo hết. Tại vì mấy anh chị em mình cũng ở xa. Tây Ninh hả? Dạ, em đại ở Tây Ninh. Nên cảm giác một mình em phải gánh rất là nhiều thứ. Cảm giác nó mệt mỏi đủ thứ hết. Rồi thêm một phần áp lực là những cái người mà bạn bè mình mong muốn có được trong cái ngày cưới của mình, những cái người bạn thân á, thì như vậy họ đều phải bận công việc hết, và gần như họ đều có cái lý do gia đình của họ hết. Hay là họ ngại? Em nghĩ là họ ngại. Và cái đám cưới của hai bạn thì đông khách không, đông quan khách không? Có khoảng 300 khách. Là mình mời 300 khách từ khách tới dòng họ luôn á. Bây giờ thì hai bên từ dưới Sài Gòn cũng lên Tây Ninh luôn. Dạ đúng rồi. Những ngày đó thiếu mặt những bạn bè thôi, nhưng mà được gia đình hai bên ủng hộ. Có những người bạn bè thân thì họ không đi. Dạ họ không. Anh nghĩ như vậy, miễn là có gia đình ủng hộ. Dạ, bên cạnh này đã hạnh phúc rồi. Bắt đầu từ sau đám cưới là ba mẹ là những người chịu dư luận nhiều nhất, dư luận của xã hội. Thì trong cái vô tình, thì trong cái lúc mà đám cưới của em á, thì có một cái người bạn của em cũng là cái người mà chụp hình tiệc trong cái ngày đám cưới đó. Bạn mới quay bằng điện thoại, quay là hai cái clip, một cái clip lúc làm lễ gia tiên và một cái clip lúc làm lễ ngoài sân khấu. Thì bạn up cái clip đó lên Facebook thì được 44.000 lượt chia sẻ, 40 mấy ngàn lượt chia sẻ trong 2 ngày. Thì như vậy thì bạn có tap tên em vô, thì như vậy là những cái comment mà người ta chửi mình như thế này như thế nọ rồi tấp nập tới trong vòng 2 ngày sau khi cưới. Và nhiều người họ còn nhắn tin thẳng trực tiếp qua cho em luôn. Họ chửi những cái thằng tụi bay là những cái thằng biến thái, những cái thằng bệnh hoạn. Tụi bay đám cưới tụi bay tưởng là hay lắm hay sao. Nhưng mà thật sự thì khi đó cảm giác em bị gần như là suy sụp hoàn toàn. Mình không có nghĩ cái việc mà mình đám cưới lại bị người khác chửi rủa nhiều như vậy. Và em nghĩ thì tụi em cũng là con người, cũng có cái quyền được sống, được kết hôn. Nhưng mà không hiểu tại sao lại người ta ném đá tụi em nhiều như vậy. Và lúc đó thì vượt qua cái giai đoạn đó như thế nào? Gia đình mình ảnh hưởng nhiều, bị ảnh hưởng nhiều đúng không? Em thì không sao, thì sợ em rất là mạnh mẽ. Em sống rất là lạc quan. Em chỉ suy nghĩ sau cái ngày đó thì em không dám lên Facebook. Em chỉ biết động viên, rồi an ủi vậy thôi. Thì sợ là em cũng buồn, em không có bộc lộ ra ngoài. Tại bạn này không sao, nhưng công việc của em là toàn trên Facebook. Dạ, không, đúng không? Mình đâu có thể mà không thể nào không lên được. Em nói gì thật sự là cái thời gian đó em tưởng là em sẽ không có vượt qua được. Tại vì họ dùng những cái từ ngữ rất là thô tục. Họ chửi rủa, đay nghiến mình tới nỗi mà mình cảm giác là mình chắc không lẽ là mình là một cái thành phần xấu đến như vậy. Em nghĩ là chỉ có những cái người mà người ta giết người hay là cướp của đánh cha đánh mẹ mới đáng để bị bêu xấu, bị chửi như vậy thôi. Giờ em nói là như là người vô hình á, đi ra đi vô, cầm điện thoại đi ra đi vô, đi từ bếp ra sau bếp, rồi không nói chuyện, không làm gì hết, cứ trong phòng rồi đi ra đi vô vậy. Khi em cũng khuyên rồi cũng ở bên Tây Ninh cũng được 3-4 ngày, xong tụi em phải bắt buộc về lại bên Bình Dương để bắt đầu vào công việc. Thì bạn này cũng bình thường thì cũng rất là hung dữ, cho nên là buồn vài ngày thôi. Qua bên vừa tới Bình Dương là đóng cửa cái kênh lại một cái là quay clip chửi.
đó là cảm xúc bị dồn nén mà. Tại biệt ra là cái chuyện mình làm, cái chuyện chả có gì sai hết. Mình chỉ vì hạnh phúc của cá nhân mình mà mình lại bị mọi người phản bác. Thôi, tôi nghĩ thật ra lần sau những chuyện đó mình kệ, mình cho qua đi em. Thật sự để nói là nói mà chửi thì cũng không đúng là chửi. Chửi cũng không đúng là chửi, nhưng mà mình giải thích cho mọi người hiểu. Tôi không phải vậy. Tôi không phải là bệnh, đồng tính thì không phải là bệnh. Tường hiểu vấn đề dạ. đó là các bạn cũng sống, cũng phải làm việc, cũng dạ. nhu cầu hạnh phúc, cũng kiếm tiền và cũng làm, cũng báo hiếu cha mẹ. Thì tất cả giống như những người bình thường thôi. Thì cái điều đó là một điều rất là chính đáng. Mình đừng có quan tâm những chuyện đó làm cho cái cuộc sống của mình nó bị buồn. Kế hoạch trong tương lai của hai bạn là gì? Một vài năm tới nữa đây thì hai đứa chắc sẽ sinh một đứa con nuôi để cho con hữu hỷ có cái niềm vui trong gia đình. Cái quyết định sắp tới là mua nhà để lập nghiệp trước cái đã, an cư xong rồi đó mới lập nghiệp. Vậy là có định hướng tương lai rất là rõ ràng. Dạ. Bao nhiêu lâu cưới nhau rồi đã hiểu hết được những cái tật xấu của nhau chưa? Mong muốn nhau sẽ thay đổi điều gì? Về tật xấu thì ghiền chơi game vô cùng, mà cái tính lại hậu đậu cũng vô cùng. Cái điện thoại của em mới vừa dán màn hình về. Anh mượn chơi game em bấm tặc rớt bụp bể màn hình. Bắt đầu cái ly nước ngọt em đang uống không sao, bắt đầu để lên đi phớt ngang cái đổ nguyên cái ly lên cái ra niệm luôn. Cái tật dụng về rồi, cái tật ham ngủ nữa. Khi mà đã ngủ rồi khó kêu dậy lắm nha, phải nằm năn nỉ lay dậy, còn là không lay nữa thì chọc bứt giò lông giò giật lông tóc rồi gì đó cho dậy trời, dậy được trời. Sau còn khi cưới bộc lộ cái tánh bạo lực dữ lắm chị. Chứ đó không có hả? Không, trước không cưới là bình thường, là trước khi cưới là kêu em dậy là anh ơi dậy đi làm, hay là anh ơi có gì là chỉ lay nhẹ thôi. Khi cưới là kêu là anh ơi dậy đi làm, không nghe em ngủ nướng tiếp là vô đánh răng rửa mặt xong ngậm một họng nước vậy, đè lên người em banh hai tay hai chân ra vậy nè, phun nước phèo 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 vô mặt em. Cái đó gọi là chơi dơ chứ đâu phải gọi là làm bạo lực. Chưa đâu chị, em mà chửi em và anh chửi em nói là tự nhiên sáng sớm mà chi kỳ quá, cái đầu là thấy hai cái tay tán mặt bóp 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 bóp. Cái đó phải là bạo lực luôn hả? Em thì nhỏ hơn là ngồi lên là em không có cái gì để chống cự đó, là em nằm em chỉ biết chịu trận thôi. Chơi kỳ cưng. Xưa trước khi cưới không có, giờ sau khi cưới có. Không phải có xưa giờ mà cưới rồi mới lòi ra. Thì vì hồi xưa gần như không có ở chung nhiều. Đúng rồi. Thật ra là vậy, từ nghe câu chuyện của hai bạn, mình chọn thì mình phải sống sao cho tốt. Mình phải sống với cái chọn của mình để cho mọi người trong gia đình yên tâm. Nhất là ba mẹ, nhất là bà nội, nhất là bà con, cô bác trong gia đình. Biết rằng lúc đó tụi nó trưởng thành thật sự. Và tụi nó chọn nhau là đúng. Hai bạn sinh ra là để dành cho nhau. Còn cái chuyện mà tuổi thơ các bạn đã phải chịu nhiều cái lời nhèm pha tiếng vào thì có lẽ bây giờ giai đoạn nó hết rồi. Đây là cái giai đoạn hai bạn hạnh phúc. Bây giờ quan trọng đi làm, kiếm tiền thật là nhiều, dành dụm, báo hiếu cho cha mẹ hai